Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu quý vị và các bạn cách thay thế ống thoát chống rửa mặt trong căn hộ. Trước tiên, chúng ta cần chuẩn bị một lết, ống xi phông và khăn lau. Trước tiên, chúng ta sẽ tiến hành tháo ống thoát xi phông của chống rửa mặt. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành lắp ống thoát xi phông vào chậu rửa mặt. Sau khi đã lắp xong, chúng ta sẽ tiến hành xả nước để kiểm tra. Vừa rồi, tôi đã giới thiệu tới quý vị và các bạn cách thay thế ống thoát chống rửa mặt trong căn hộ. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của các bạn.